Còn cameraman khốn kiếp, sau khi tiêu diệt hắn ta rồi, hắn ta lại có thể hồi sinh và quay trở lại, lại còn lợi hại hơn xưa nữa. Đội quân của chúng ta hùng hậu như thế này mà không ăn được chúng thì có tức không chứ đấy. Tia laser của ta bị con cameraman dùng là chắn hết mất tiêu rồi. Cày tết nhở. Mọi người cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Hôm nay ta đã tạo ra một đội quân sở kibi tay cưa và súng phóng độc. Bọn chúng sẽ giúp chúng ta đánh bại cái bọn cameraman, PC man và đồng hồ man đó. Với khẩu súng phóng độc này, chúng ta sẽ phóng độc làm hỏng cái lá chắn của con cameraman và dùng cái lưỡi cưa này để cưa tay chân bọn chúng. Ha 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 ha. Nhà khoa học, ông đã phát minh ra cả binh đoàn này ư? Ông ghê gớm đấy. Nhưng ta hơi lo ngại cái vũ khí bọn chúng liệu có xuyên thủng được cái lá chắn của con cameraman không? Chứ kể lá chắn của hắn ta là bằng titan đó. Cả man ngoài vũ trụ, người đừng xem thường bọn chúng. Bọn chúng vô cùng mạnh đấy. Độc này ta lấy từ ngoài vũ trụ, vô cùng là mạnh, có thể vô hiệu hóa tất cả những loại vũ khí ở trên cái trái đất này. Xịn vậy ư? Vậy chúng ta máu đi tìm bọn chúng để trả thù thôi. Các người là ai? Tại sao các người lại tới đây? Chúng ta chính là đội quân Sở Kibi Zombie. Chúng ta nhận được lệnh của đại ca chúng ta đến đây để xâm chiếm thành phố của các người. Và chúng ta sẽ được phép ăn thịt hết các người để trở lên mạnh hơn. Ho 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 ho. Các người không biết đây là đâu ư? Đây chính là đại bản doanh của anh Đồng Hồ Man. Các người mà dám làm càn, đại ca của ta về sẽ tiêu diệt hết người đó. Đại ca của các người có mạnh bằng đại ca của chúng ta không? Chúng ta không sợ đâu. Đại ca của chúng ta vô cùng mạnh. Nếu đại ca của các người về, đại ca của ta cũng sẽ tiêu diệt các người thôi. Không ổn rồi. Đồng hồ thời gian, người mau báo cho đại ca Clock Bangon về đây mau, không thì bọn chúng sẽ phá hủy thành phố chúng ta mất. Ok anh, em sẽ kết nối với anh Clock Bangon, bảo anh ý mau mau trở về. Alo, anh Clock Bangon, nghe rõ trả lời. Tình hình hành tinh của chúng ta đang bị bọn Sở Kibi Zombie xâm chiếm. Anh mau quay trở về cứu bọn em. Anh Đồng Hồ, em đã thông báo cho đại ca rồi, đại ca sẽ về ngay thôi. Người đã nghe rõ gì chưa? Chúng ta đã gọi đại ca chúng ta về rồi. Trước khi đại ca chúng ta về, các người mau cuốn xéo ấy đi. Bọn này láo quá anh ơi. Chúng ta mau tiêu diệt chúng thôi. Dù đại ca của bọn chúng có về thì đại ca chúng ta cũng sẽ tiêu diệt hắn ta thôi. Anh em Đồng Hồ và máy thời gian, chúng ta tiêu diệt mấy con ác quỷ đi, không để cho bọn chúng xâm chiếm thành phố chúng ta. Với sức mạnh của các người, bọn đã bảo vệ thành phố ư? Thật lực cười, ta sẽ tiêu diệt người thôi. Hắn đấm, ta đạp cái này để điện Đồng Hồ này anh nhỉ. Bọn chúng có chiều đóng băng kìa, mau tiêu diệt chúng đi. Chờ ta đấm, ta đạp các người. Chờ để điện máy thời gian này, để điện Đồng Hồ này, ta đấm, ta đạp người. Chờ còn một tên ở bên này, ta mau tiêu diệt hắn ta thôi. Anh em, mau bắt hết bọn chúng, nhốt lại cho ta. Tên Sở Kibi, đầu cái loa, mau báo cho đại ca là chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Đồng Hồ Man, ta phải quay trở về hành tinh của ta rồi. Hành tinh của ta đang bị xâm chiếm bởi bọn Sở Kibi Zombie. Ta phải quay trở về đó để giải cứu mọi người mới được. Bọn Sở Kibi Zombie ư? Một mình anh có đánh lại bọn chúng được không? Hãy để bọn em đi cùng anh tới đó, tiêu diệt bọn chúng. Đồng Hồ Man, ta cảm ơn ngươi, nhưng không cần đâu. Mọi người hãy ở thành phố này, đi tìm bọn Sở Kibi Tuyết và tiêu diệt bọn chúng. Một mình ta là có thể cân được mấy cái bọn Sở Kibi Zombie nữa rồi. Sau khi tiêu diệt bọn chúng xong, ta sẽ quay trở lại đây để giúp mọi người. Vậy anh mau trở về hành tinh của mình đi. Nếu cần giúp đỡ, hãy ới bọn em, bọn em sẽ tới liền. Chào mọi người, hẹn ngày tái ngộ. Anh TV bụng béo, bọn này là bọn nào? Sao chung bọn chúng lại ghê gớm vậy? Bọn chúng đến từ hành tinh xác sống, chắc chắn bọn chúng đến đây để xâm chiếm hành tinh chúng ta đây. Thì ra là vậy, mấy cái tên kia, hành tinh của chúng ta không chào đón các ngươi đâu. Các ngươi mau cuốn xéo qua đây đi, trước khi ta tiêu diệt các ngươi. Ha ha ha, các ngươi không biết ta là ai ư? Ta chính là G-Man xác sống. Trên cái hành tinh này, trên cái thế giới này, ta không ngán một thằng nào hết. Huống chi là hai tên tép gì như các ngươi. Mấy cái tên này, bố láo thế nhở? Đã thế, ta sẽ vặn cổ các ngươi từ đằng trước ra đằng sau. He 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 he, để xem ai vặn cổ ai. TV Gun, ta xông lên tiêu diệt với con xác sống rồi đi. Hãy cẩn thận đấy, bọn chúng khá là nguy hiểm. Đừng để bọn chúng cắn chúng ta. Mau đấm hắn ta đi. Cho mấy con xác sống này, ta đấm, ta đạp ngươi. TV bụng béo, tại sao bọn chúng lại khỏe như vậy? Ta cũng không biết nữa. Các ngươi không biết là đúng thôi. Chúng ta vô cùng mạnh, chỉ là các ngươi nghĩ chúng ta yếu thôi. Anh em, xông lên tiêu diệt chúng đi. Cho
Đi đi gần, không ổn rồi, ta mau chạy thôi, chứ không là bị bọn chúng tiêu diệt đó. Cái TV bụng béo này, anh ấy chạy nhanh thật, ta phải đấm bọn này. Cho, không ổn rồi, bọn chúng phun lửa vào người ta kìa, ta cũng phải chạy thôi, chứ không là bị bọn chúng tiêu diệt mất. Ta đấm cái này, ta đạp cái này, cho, ta chạy đây, các người đừng hòng đuổi theo ta. Đấy, phun lửa ta ư? Không dễ vậy đâu, ta phải chua thôi. Nhanh, chứ không là bọn chúng tiêu diệt ta mất. Anh em, con bé TV kia, nó đang chạy kìa, nó đuổi theo hắn ta thôi, không cho hắn ta chạy thoát. Mọi người ơi, nguy rồi, có chuyện gì vậy? TV béo và TV gân ngoài vũ trụ, trong lúc trở về thành phố, chúng em đã đụng độ với bọn quái vật xác sống. Bọn chúng rất đông và hung hãn, bọn chúng đã tấn công hành tinh của chúng ta. Chúng ta mau đi tiêu diệt bọn chúng thôi. Cái gì? Quái vật xác sống ư? Ta nghe nói bọn chúng rất là mạnh đó. Chúng ta phải nhanh chân đến đó và tiêu diệt bọn chúng, không cho bọn chúng làm hại người dân. Khoan đã, Ultra TV Man Titan, chúng ta không thể đi hết được. Anh Đồng Hồ Man và anh PC Man cứ ở nhà chống chừng thành phố, cứ để bọn em đi tiêu diệt chúng cho. Chúng ta mà đi hết, bọn chúng tới đây phá hủy thành phố chúng ta và lấy hết linh kiện đó. Camera Man là đúng, mọi người hãy đi đi. Anh Camera Man kia chính là đội quân xác sống, bọn chúng vô cùng đông, mọi người hãy cẩn thận. Anh em hãy cẩn thận, đừng để bọn chúng cắn chúng ta bị thương, nếu không chúng ta cũng sẽ trở thành những quái vật xác sống đó. Đội quân xác sống kia, các người cũng có thành phố cơ mà, há cớ gì là đến trái đất của chúng ta để xâm chiếm vậy? Hành tinh của chúng ta vô cùng là bé nhỏ, con cháu chúng ta thì ngày một đông, chúng ta cần phải di cư đến các hành tinh khác, mà trái đất lại là một nơi vô cùng là rộng lớn, chúng ta sẽ tới đây để sinh sống. Nếu các người không muốn bị ta tiêu diệt thì hãy nhường hành tinh này cho chúng ta đi. Bọn ta khá là nhân từ đó, ông đừng ở đó mà làm mơ đi. Anh Camera Man, không nói nhiều chúng, tiêu diệt chúng đi. Mấy cái tên Camera Man chi man này định tiêu diệt chúng ta ư? Không dễ vậy đâu. Vậy để ta xem các người chịu được bao lâu. Picker Gun, mau tiêu diệt mấy con xác sống ấy đi. Ok anh Camera Man, em sẽ tiêu diệt chúng thôi. Hãy xem tia sáng màu xanh của ta đây. Anh em mau cứu ta với, chỗ này đông quá, bọn chúng đang mổ ta kìa. Cứu ta với. TV Man, em tới cứu anh đây. Các người đang tấn công anh TV Man ư? Ta đấm cái này, ta đạp cái này, cho. Hãy xem sức mạnh của chi man ta đây, cho. Ta sẽ tiêu diệt hết các người. Hãy xem tia laser của ta đây. Tên này khá quá nhờ. Tất nhiên rồi, tia laser của ngươi chỉ là mua đôi đi lúc thôi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi. Anh chả lại bắn tia laser tiếp ư? Ta không sợ đâu. Này thì không sợ này, còn một tên ở đây, ta sẽ tiêu diệt luôn. Này thì ba đầu này, ta đấm, ta bổ ngươi. Cho. Mọi người, tạm thời chúng ta đã đánh đuổi bọn chúng rồi, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ quay trở lại.